Kim Se-jeong, đóng vai Shin Ha-ji phim Hẹn Hò Trốn Công Sở, cao 1,64m, gương mặt xinh xắn. Kim Se-jeong được khen diễn xuất tốt, đẹp đôi khi đóng cùng đàn anh An Hyo Se-op trái trong phim mới. Ba tập đầu tác phẩm đạt rating lần lượt là 4,9% và 6,5% và 8,1%, đứng thứ 11 trong danh sách series phổ biến toàn cầu của Netflix. Kim Se-jeong nhập vai Shin Ha-ji, cô gái thông minh, lanh lợi, làm đủ cách để đối tượng xem mặt ghét bỏ nhưng anh lại si mê cô. Trên Twitter, nhiều fan nhận xét cô là Emma Stone của Hàn Quốc, vì điệu cười để lộ khóe miệng, cách diễn hài hước tương đồng. Cô sinh năm 96, là cựu thành viên IOI, nhóm nhạc ra đời từ show truyền hình thực tế nổi tiếng Producer 101 của đài Net. Kim Se-jeong đứng thứ 2 trong cuộc thi diễn ra năm 2016, gồm hơn 101 thực tập sinh tranh tài. Trước khi đóng Hẹn Hò Trốn Công Sở, cô từng tham gia một số phim như School 2017, Anh Muốn Nghe Em Hát, Nghệ Thuật Săn Quỷ và Nấu Mì. Cao 1,64m, Se-jeong chinh phục nhiều kiểu dáng trang phục. Cô thích quần áo có màu sắc nhẹ nhàng, nữ tính. Trên sân khấu, giống như nhiều nữ ca sĩ thần tượng Hàn Quốc, Kim Se-jeong chuộng mặc các crop top, kết hợp quần short hoặc váy ngắn, khoe eo. Ca sĩ theo đuổi hình tượng khỏe khoắn thay vì mảnh khảnh như nhiều đồng nghiệp. Cô thích tập gym để tăng cơ, duy trì cân nặng 48kg. Khác vẻ sắc sảo trên phim, diễn viên gắn với hình tượng trong sáng, nữ tính ngoài đời.